Nhà bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho bác Tuyết với nha. Ông Cố Lợi ơi, ra phơi thóc với mẹ làm. Phơi này tí nó mưa nằm nằm. Mưa thì phải thu vào chứ chẳng lẽ để nó mọc mập ra đấy. Mà gì ngu thế. Ê, sang tháng lại phải gieo mạ nữa hả mẹ? Ừ, năm nào chả thế. À, thế con có ý này, con có ý này. Một công, ba việc. Ừ. Đâu, Miu Hiền kế bản gì? Bây giờ nhá, mẹ con mình cứ kệ nó thóc của mưa, cho nó mọc mầm lên. Wow. Thóc nó mọc mầm rồi đúng không? Mẹ con mình mang đi cấy luôn, đỡ phải gieo mạ. Tiết kiệm một công đoạn, tiết kiệm một công sức. Hay, cao kiến. Đấy mẹ thấy chưa, 16 năm đèn xanh của con, làm gì phí đâu. Nhưng mà mẹ chỉ thắc mắc một điều. Nhưng mà thóc mọc mầm hết thì lấy gạo đâu ăn? À ừ nhở. Cơm mồm, làm đi. Ông Cố Lợi ơi, ông Cố Lợi ơi, ông Cố Lợi ra chạy thóc cho mẹ ngay. Nhưng mà có muốn mẹ làm một mình thôi. Sao lại để tao làm một mình? Mẹ quên mẹ dặn con gì à? Tao bảo mang cái gì? Tự lực cánh sinh. Anh con cả lại nhớ lời mẹ dặn. Tốt đây. Trời, con có nhớ là con cái phải giúp đỡ cha mẹ không? Có chứ ạ. Thế thì ra đây phụ mẹ một tay. Nhưng mà con làm gì có tay. Dương ạ, à, bố mày đã không giúp đỡ tao rồi thì thôi, giờ lại thêm cả mày nữa à? Đúng là thành như nhau. Cha nào con đấy. Đúng đúng. Cha nào con đấy. Đây đây đây, đây đây đây, ông ơi, ông xem, nó không chịu làm mà nó cãi tôi nhem nhảm ấy. Thế tại sao mày không làm? Con làm sao? Sao bố không làm giúp mẹ? Tao mệt. Ừ. Tại sao bố mệt? Tại tao nóng. Ui dồi, nóng thì cứ làm ít sinh tố mà cái mát quá. Mà cứ là mát cho hạ hỏa. À, bố con nhà mày, bọn đàn ông. Thôi bà vào thóc một mình đi nhá. Còn mình uống. Dạ. Ngày xưa ăn gì ngu thế, lúc cầu hôn thì em đồng ý. Thế thằng em đâu mà mẹ không bắt nó làm, mẹ cứ dí mỗi con này. Mày là anh nữa, thì mày phải làm mẫu làm gương cho em cũng nhìn vào chứ. Làm gương á? Đúng, con phải làm gương. Đây, người đây. Tao vào đồ vật, tao không làm việc được. Mày làm đây. Mồm mép này cũng lanh lợi thông minh đấy. Ơ chì à. Thế sao không dùng nó mà hót thóc đấy? Mày mới nâu nhỉ. Trời ơi. Cái thời gian mà mày cãi thằng á thì có mà hót cả lũi thóc rồi. Cái thời gian mà mẹ ở đây quát con nha. Mày đừng có mà nói vế sau, tao bắt bài mày rồi đấy. Bắt bài gì? Bắt phạt trên đường. Từ quý ai mẹ bắt đi. Mẹ bắt đi. Tao xin mày đấy, ra đây phụ tao. Mẹ xin con á. Mẹ xin mày. Mẹ con không cho. Sao nào của mày không để tao hầu thế? Mẹ biết tại sao không? Tại sao? Why? Vì mẹ là mẹ. Cũng mày suy nghĩ thôi. Thế mày có làm đi không? Ờ, dạ con làm đây. Nhà bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho bác Tuyết với nhá.